cô gái vặn chìa khóa, các bánh răng chuyển động theo cử động của cô. Một cánh cửa bằng thép dày 2,5cm từ từ mở ra. Đây là không gian trung tâm của căn biệt thự mà cô đang ở. Thông qua vài lớp kính, cô có thể quan sát tất cả mọi thứ xảy ra bên ngoài, dù có thả bom ở trong căn phòng đó. Bên ngoài cũng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Đến chủ nhân của tòa biệt thự này cũng không hề biết đến sự tồn tại của căn phòng bí mật ấy, nhưng lại bị Ami phát hiện ra. Để kiểm chứng tình yêu của bạn trai dành cho mình, cô quyết định quay lại một đoạn vi ngắn để lại cho anh, định lừa người yêu một phen. Trong vi, vẻ mặt của cô ngày một nghiêm trọng, nói rằng mình quyết định chia tay anh, sau đó thu dọn hành lý, trốn vào trong căn phòng bí mật. Hôm sau, khi nhìn thấy người yêu quay lại, nhìn khuôn mặt sững sờ của anh, cô vô cùng sung sướng. Nhìn dáng vẻ đau đớn của người yêu, Ami quyết định từ bỏ cuộc thử nghiệm. Hóa ra tình cảm anh dành cho cô là thật. Cô mở ba lô ra, muốn cho bạn trai mình một bất ngờ, nhưng lại không tìm thấy chìa khóa. Đột nhiên cô nhớ ra, khi nãy vội vàng cầm túi lên, có lẽ chìa khóa đã rớt ở gần tủ đầu giường. Ami lập tức đứng dậy hô hào gọi người yêu, nhưng dù cho cô có gào thét ra sao, người bạn trai bên ngoài vẫn không hề nghe thấy gì cả, vẫn đứng yên tại chỗ với vẻ mặt vô cùng đau buồn. Cô lập tức cầm lấy điện thoại, nhưng không còn một vạch sóng nào. Cầm chìa khóa của những căn phòng khác, thử vào ổ khóa, nhưng chẳng hề có tác dụng. Cô lục lọi ngăn kéo một lúc cũng chẳng tìm thấy thứ gì hữu dụng. Ami nhấc chiếc ghế lên, đập mạnh lên kính, nhưng chẳng hề có một vết nứt. Tấm cửa kính này dày tới 2cm, sức lực của cô hiện tại hoàn toàn không thể lay chuyển được nó. Tối đó, thấy bạn trai quay trở về, ngồi trên giường với dáng vẻ vô cùng đau lòng, miệng còn thốt ra ba tiếng anh yêu em. Lúc này Ami mới nhận ra mình đã làm một điều vô cùng ngu xuẩn. Ngày hôm sau, bạn trai Ami đã báo cảnh sát, nhưng có vi của Ami làm chứng, cảnh sát cũng không có cách nào xử lý vụ án này như vụ án mất tích được. Trong căn phòng bí mật, Ami nhìn thấy một bộ quân phục và một cuốn nhật ký. Hóa ra nơi này là do một vị tướng quân để lại từ rất lâu rồi. Khi ấy ông xây dựng căn phòng này là để bảo vệ bản thân. Ami chợt nhớ tới những cảnh tượng vượt ngục trong các bộ phim, dùng muỗng sắt để đào tường. May thay nơi này vẫn còn một chút đồ ăn đóng hộp hết hạn sử dụng, cũng với dòng nước ngầm đục ngầu. Vì vậy trong một thời gian ngắn có lẽ Ami sẽ không phải chết đói, nhưng nếu về lâu về dài, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, kiểu gì cô cũng sẽ chết. Mỗi ngày Ami đều nhìn bạn trai mình với bộ dạng vô cùng ủ rũ, thấy anh như vậy cô cũng không đành lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Mặc dù hai người đang ở gần nhau trong gang tấc, Ami dùng hết sức lực đá mạnh vào đường ống nước, làn nước trong bồn rửa tay lăn tăn gợn sóng. Bạn trai Ami ở bên ngoài lại chẳng hay biết gì, anh bắt đầu rửa mặt. Ami cầm lấy một thanh sắt, đập mạnh lên ống nước, làn sóng nước rung chuyển càng mạnh hơn. Ami kêu gào hét lớn cầu cứu, nhưng anh vẫn chẳng hề nghe thấy, bởi vì bên ngoài trời đang mưa rất to. Cứ như vậy, Ami gõ suốt 10 phút đồng hồ, thấy người yêu chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Cô lại chẳng hề có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đào tường. Một tháng đã trôi qua, chiếc thìa đã sắp bị ma sát nhiều tới gãy, nhưng mới chỉ đào được một lỗ nhỏ. Đèn điện lập lòe lúc sáng lúc tắt, chẳng hề đơn giản như ảnh vượt ngục trong phim. Ami kích hoạt máy phát điện, ai ngờ nó chợt nổ tung. 2 tháng sau, bạn trai Ami đột nhiên đem về một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Ami ở trong phòng, trợn mắt nhìn theo tất cả hành động của hai người, nhưng cũng chẳng thể làm cách nào mới có thể ngăn họ lại. Cô vô cùng tức giận, nước mắt tuôn ra ào ào. Cô thật sự không ngờ, cuộc thử nghiệm đơn giản này lại có thể hủy hoại tình cảm giữa cô và bạn trai mình, và mái ấm của họ. Cứ như vậy, Ami ngồi bên trong quan sát cảnh người yêu mình và một người phụ nữ xa lạ khác lên giường với nhau, còn mình thì chẳng thể làm gì. Ngày hôm sau, thông qua khung cửa sổ, Ami nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mắt mình. Luận về vẻ đẹp hay vóc dáng, cô ta đều không sao đọ lại được với Ami. Thậm chí cô ta còn dám dùng bàn chải của cô để đánh răng. Ami hét lớn xuống chiếc bồn rửa tay, phát tiết tất cả sự phẫn nộ của mình. Dường như người phụ nữ kia nghe thấy âm thanh kêu cứu của cô, lại một lần nữa hét lớn, lặp đi lặp lại. Nhưng người phụ nữ kia lại bắt đầu đánh răng. Rõ ràng rằng cô ta không hề nghe thấy những gì Ami nói. Có lẽ khi nãy chỉ là giác quan thứ 6 của cô ta mà thôi. Tối đó, Ami trốn trong một góc khuất, ôm mặt khóc dấm dứt và ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung của mình và bạn trai. Bên ngoài không ngừng truyền tới âm thanh oi e của bạn trai cô và người phụ nữ kia. Cứ như vậy, Ami đã đào hố hơn nửa tháng trời thì đụng phải một tấm thép dày. Đúng là nghèo mà còn mắc cái eo. Trong căn phòng bí mật này, thứ duy nhất Ami có thể điều khiển được đó chính là nhiệt độ của vòi sen bên ngoài. Sau nhiều lần chỉnh nước làm bỏng cô gái kia, Ami ở bên trong nở nụ cười sung sướng, nhưng nó cũng đâu có tác dụng gì. Ngày nào cô cũng phải nhìn thấy cảnh người phụ nữ kia vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đáng lẽ ra là của mình. Sau một thời gian, cô ta đã phát hiện ra chiếc chìa khóa của phòng mật thất. Ami rất xúc động, hy vọng cô ta có thể nghĩ tới việc dùng chiếc chìa khóa kia mở cửa căn phòng này ra. Nhưng cô không ngờ rằng cô ta lại nghĩ rằng đây là một chiếc vòng cổ, vì vậy đã đeo lên. Ami thấy vậy thì vô cùng tuyệt vọng. Sáng hôm sau, nhìn thấy người phụ nữ kia đang xả nước bên ngoài, cô cầm lấy thanh sắt, đập mạnh xuống đường ống nước, làn nước bắt đầu dao động. Người phụ nữ kia dường như đã nhìn thấy gì đó, bị dọa cho tái mét mặt mày. Cô ta lập tức chạy ra khỏi đó, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nói, bắt đầu. Ami lập tức dùng lực ra sức đập, cô ta lại nói dừng lại. Ami lập tức buông tay,
Ai ngờ cô ta lại nghĩ tới người bố đã chết của mình. Lẽ nào ông ấy quay lại tìm cô sao? Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì làn nước bây giờ lại trở về vẻ yên lặng, không chút dao động. Cô chợt nhớ tới người vợ mất tích 2 tháng trước của bạn trai mình, liền hỏi. Ami càng ra sức đập, người đàn bà ngu ngốc này cuối cùng đã đoán đúng rồi. Cô ta hỏi, cô chết rồi sao? Ami không đập phá nữa, nói đừng có mà mơ. Cô gái kia tiếp tục hỏi, cô đang bị nhốt sao? Làn nước bắt đầu dao động mạnh. Cô ta liền định nhấc tấm gương lên, nhưng không thể, nhìn thấy chú chó đang không ngừng đào vách tường bên cạnh. Liền bắt tay vào kiểm tra xung quanh, mở tủ quần áo ra, sau đống sách. Quả nhiên có một ổ khóa, cô ta thử tra chiếc chìa khóa trên cổ mình vào. Nhưng rồi, cô ta chợt ngừng lại, dường như cô ta đã nghĩ tới điều gì đó. Ami vô cùng sốt ruột, người phụ nữ kia quay trở lại bồn rửa tay, nhìn bản thân mình trong gương. Khi cô vừa xả hết toàn bộ nước trong bồn, vừa hai người bạn trai cũng quay lại. Cô ta cố giả vờ trấn tĩnh, hôn lấy người đàn ông, dường như có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của người bên trong. Lúc này, Ami sớm đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Cô biết rằng, người phụ nữ này vẫn đang luyến tiếc sự ưu tú cũng như tiền tài của bạn trai mình. Ngày hôm sau, người phụ nữ kia đã bày biện đồ đạc xung quanh ổ khóa kia, che hết tất cả lại, phòng trừ trường hợp người khác phát hiện ra. Cô ta quyết định nhốt Ami ở trong đó mãi mãi. Cô ta biết rõ rằng nếu Ami thoát ra ngoài thì địa vị của cô trong căn nhà này sẽ chẳng còn chút nào. Một thời gian sau, cô ta muốn xem Ami còn sống hay đã chết. Vì vậy đã hét lớn trước gương vài tiếng, nhưng chẳng hề có ai hồi đáp. Cô ta lại mở nước nóng, lợi dụng hơi nước viết trên gương dòng chữ cô thế nào rồi, nhưng vẫn không có ai trả lời. Cô ta quyết định cầm chìa khóa tra vào ổ và vặn, rồi từ từ mở cửa ra, bước vào trong. Một mùi thối nồng nặc bốc lên, không gian trong đây vô cùng bé, chỉ khoảng vài mét vuông. Trên giường, cô ta đã nhìn thấy Ami. Vừa định đi sang kiểm tra xem cô còn sống hay đã chết, thì Ami chợt mở mắt ra, đánh cho cô ta ngất xỉu. Sau đó cô cầm lấy chiếc chìa khóa, từ từ rời khỏi đây, đóng chặt cánh cửa kia lại, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của mình trong gương, đi tới phòng khách, nhìn thấy ánh mặt trời mình đã lâu chưa được gặp lại. Cô biết rằng giờ đây ngôi nhà nãy đã hoàn toàn không thuộc về mình nữa. Cùng lúc này, bạn trai Ami đã trở về. Chú chó sủa inh ỏi không ngừng, lôi anh vào phòng ngủ. Anh ta chợt phát hiện ra một chiếc chìa khóa vô cùng cũ kỹ. Trên tấm gương trong phòng tắm còn có tấm ảnh chụp với cô bạn gái trước kia. Điều này khiến cho anh ta sững người lại. Bạn gái hiện tại cũng mất tích, cô bạn gái trước kia cũng không thấy tăm hơi đâu. Lẽ nào căn biệt thự này có vấn đề sao? Lúc này Ami đang ngồi ngắm biển cách đó không xa. Cô dường như đã được sống lại một lần nữa. Lúc này người phụ nữ kia cũng đã tỉnh dậy trong căn phòng kín. Bộ phim tới đây là kết thúc. Tôi tin rằng với người con gái nhân hậu như Ami, chắc chắn một thời gian nữa cô sẽ quay lại thả người phụ nữ kia ra. Bộ phim này giúp tôi hiểu ra một chân lý, hầu hết các cô gái đều là những người thích đi kiếm chuyện không đâu. Nếu quá nuông chiều cô ấy sẽ khó hiểu hơn đàn ông gấp trăm ngàn lần. Bộ phim lần này sẽ dừng lại ở đây. Đừng quên ấn like và subscribe để cùng theo dõi những bộ phim hay nhé.